Xin chào các khán giả của Jabra Luxury, những người đam mê đồng hồ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đặt lên bàn cân để so sánh giữa đồng hồ Vacheron Constantin Overseas và Audemars Piguet Royal Oak. Có thể nói Royal Oak là một biểu tượng của cả một thời kỳ trong ngành công nghiệp đồng hồ. Những chiếc đồng hồ Royal Oak ghi dấu ấn với bộ vỏ cá tính, mức giá đắt đỏ dù trong bộ vỏ thép không gì. Thậm chí trước đây nó đắt, bây giờ đắt và cả mai sau có lẽ vẫn đắt. Ngày hôm nay, Jabra Luxury sẽ cùng so sánh Royal Oak với Overseas, một mẫu đồng hồ cũng có sự xuất hiện gần như tương đương. Đầu tiên, về sự xuất hiện của hai mẫu đồng hồ này. Royal Oak là đứa con tinh thần của nhà thiết kế đầy tài năng Gerard Genta dành cho thương hiệu Audemars Piguet. Mẫu đồng hồ Royal Oak xuất hiện vào năm 1972, trong lúc mà nhà nhà và người người đổ xô đi tìm mua đồng hồ Quartz bởi độ chính xác xuất sắc của nó. Royal Oak được xem như nỗ lực đáng kể từ thương hiệu Audemars Piguet trong công cuộc phục hưng lại doanh số kinh doanh đồng hồ cơ, sát cánh bên nhiều thương hiệu như là Patek Philippe, IWC, Zenith. Kể từ khi xuất hiện, những đặc điểm quan trọng như vành bezel hình bát giác được hoàn thiện tinh tế, 8 đinh ốc xếp đều hay bộ vỏ tích hợp liền với dây đeo trên chiếc Royal Oak đầu tiên vẫn được giữ lại cho tới ngày nay. Như trên mẫu đồng hồ này thì bộ vỏ từ vàng hồng đã được trải xước tinh tế kết hợp với những cạnh chéo vát bóng sắc nét. Nếu bàn về sự xuất hiện và quá trình phát triển, Overseas lại có quá khứ mang tính trắc trở hơn. Tiền thân của nó là dòng đồng hồ Vacheron Constantin 222 đã xuất hiện vào năm 1977. Tên gọi dòng đồng hồ này được đặt theo năm kỷ niệm thứ 222 của thương hiệu Vacheron Constantin. Do đó, về mặt lịch sử thì 222 là một bộ sưu tập cực kỳ quan trọng của hãng. Khi mới xuất hiện, nhiều người đặt ra nghi vấn rằng liệu 222 có phải là một tác phẩm khác của người đàn ông mang tên Gerard Genta. Nghi vấn này được chính thức đập tan vào năm 2008 khi mà thương hiệu Vacheron Constantin công khai tác giả của 222 chính là nhà thiết kế trẻ tuổi trong giai đoạn đó, Jack Hisock. Đó là về mẫu đồng hồ 222. Dòng đồng hồ này đã chính thức bị khai tử, thay vào đó là bộ sưu tập có tên gọi được sử dụng trong thời điểm hiện tại, đó là Overseas. Mẫu đồng hồ Vacheron Constantin Overseas đầu tiên được tung ra vào năm 1996. Ở thiết kế này thì chúng ta sẽ thấy khá nhiều đặc điểm tương đồng với chiếc Overseas ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như vành bezel cắt khoét đã cho ra hình dáng của biểu tượng thánh giá, cũng chính là logo của thương hiệu. Nhưng hình dạng của Overseas được cho là hoàn hảo nhất chính là thời điểm năm 2016 khi mà hãng tiến hành một cuộc cải tổ lớn mang đến tận 5 mẫu mới trong bộ sưu tập Overseas, bao gồm cả chiếc Overseas 3 kim 1 lịch đang có mặt tại Jabra Luxury hiện nay. Rồi bây giờ thì hãy cùng điểm đến những điểm tương đồng của Vacheron Constantin Overseas và Audemars Piguet Royal Oak. Đặt hai chiếc đồng hồ này lên bàn cân thì chúng ta nhận ra chúng khác nhau nhưng cũng có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều xuất hiện trong bộ vỏ nguyên khối và kiểu dáng khung chính đều là dáng tenille rất giống nhau và trong cùng một kích thước, đó là 41mm. Cả hai thương hiệu này đều tiến hành cách thức hoàn thiện bộ vỏ khác biệt với dụng ý riêng, nhưng kết quả cuối cùng thì đều thành công. Nếu đó là trải xước thì từng đường trải xước đều hiện ra rõ nét. Còn nếu đó là đánh bóng thì cạnh vát trên chiếc Royal Oak hay là vành bezel trên chiếc Overseas đều có khả năng bắt sáng hoàn hảo, không có một tì vết nào. Vậy thì đâu là điểm khác biệt giữa hai mẫu đồng hồ này? Royal Oak hay là Overseas hiện đều đang là bộ sưu tập mũi nhọn của cả hai thương hiệu lớn trên. Không khó để hiểu rằng cả hai thương hiệu buộc phải mang những đặc trưng nhất định tới những dòng đồng hồ này. Chúng có điểm giống nhau, cùng thuộc phân khúc đồng hồ thể thao sang trọng, nhưng muốn tồn tại và được lòng công chúng thì Royal Oak và Overseas phải trở nên khác biệt một cách ấn tượng. Các chi tiết trên mặt số, núm vặn của Royal Oak và Overseas không giống nhau, nhưng có một điểm mà có lẽ Overseas có thể chiến thắng Royal Oak. Ở dòng đồng hồ Overseas mới nhất được tung ra trong năm 2016, dây đeo có thể dễ dàng được tháo rời chỉ với một thao tác. Phiên bản đồng hồ vàng như Overseas 4500V được nhà sản xuất cung cấp hai sự lựa chọn là dây đeo cao su và da cá sấu cùng cho màu nâu, nên có thể thay đổi luân phiên tùy vào sở thích của người đeo. Trong khi đó, dây đeo trên chiếc Royal Oak 41 nếu muốn thay đổi sẽ cần tới công cụ riêng. Phía cuối dây đeo của hai nhân vật chính trong video này đều là khóa bằng vàng hồng có chung cách hoàn thiện sáng bóng với dấu hiệu riêng của từng nhà sản xuất. Trên khóa của chiếc Royal Oak là tên thương hiệu Audemars Piguet đầy đủ, được khắc lên trông tưởng đơn giản nhưng cực kỳ có lực. Còn với cỗ máy Overseas, chỉ cần biểu tượng một góc của logo là đủ gây ấn tượng.
Sự khác biệt buộc phải được nêu lên để video này được hoàn chỉnh nằm ở thiết kế mặt đáy cũng như bộ máy đồng hồ. Rolex Watch 41 sở hữu đáy kín bằng vàng và không giống như Oversea 4500V, có đáy sapphire, tiết lộ bộ máy được hoàn thiện tuyệt vời, caliber 5100. Đây là bộ máy tự động được Vacheron Constantin thiết kế, phát triển, sản xuất in-house dành cho bộ sưu tập Oversea, còn bộ máy bên trong chiếc Rolex Watch là caliber 2385. Nó không được sản xuất in-house. Thương hiệu Audemars Piguet đã mua lại bộ máy nền tảng của Frederic Piguet, caliber 1185, để từ đó trang trí, biến đổi phù hợp với đứa con tinh thần nhà mình. Trên thực tế thì bộ máy in-house hay không chưa nêu lên được toàn bộ giá trị của chiếc đồng hồ, mà chất lượng tổng quan mới làm nên danh tiếng của nó. Vậy Vacheron Constantin Overseas đẹp hơn hay Audemars Piguet Rolex Watch tốt hơn? Câu trả lời nằm ở chính bạn. Hãy comment ý kiến của mình cho Gia Bảo Luxury biết ở phần bình luận bên dưới. Và đừng quên đón xem những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.